con nhìn từ xa là con thấy à. Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Cô chú mới mua chốt đơn hàng 5 triệu giờ quay trở lại mua tiếp. Mua tiếp nữa hả cô chú? Ôi thấy không? Con nhìn từ xa là con thấy à. Cô chú mới chốt đơn hàng quá trời. Cầm vô đi cô chú ơi, cái đó cầm vô đi. Đó, bây giờ mua thêm món nữa hả chú? Mua bóp hay sao? Mua bóp nam. Dạ, mua anh mà quên anh em. Đó, cô chú anh chị. Mua cho anh mà quên mua cho em. Anh quay trở lại cô chú anh chị ơi. Thương quá. Chủ đây mới chốt đơn hàng rất là to. Em gái đang tư vấn cho cô chú nè cả nhà. Phải nói là ba mẹ đi mua đồ sắm đồ Tết cho con, tặng cho con trong những ngày Tết đó cả nhà. Shop chị Hồng Loan là lựa chọn ưu tiên của cô chú vì da cá sấu rất là tốt ha. Những cái ví nam, ví đẩy tiền, ví cầm tay, những sợi dây thắt lưng, dây nịt hoặc là giày da hoặc là dép có đầy đủ luôn. Shop Hồng Loan thì có da cá sấu nè, da trăn nè và da đà điểu, ba loại da, da nào cũng đẹp hết cả nhà và có đầy đủ màu sắc luôn. Có đầy đủ màu sắc hơn cả nhà, để cho tiền là mình phối đồ á, nhiều khi mình đi tiệc mình mặc màu đỏ, màu xanh gì đó, màu vàng gì đó thì mình có thể cầm theo cái bóp, cái cặp, cái túi cho nó phù hợp với lại cái tông màu của đồ, thì phải nói là đầy đủ luôn. Chị Hồng Loan biết được nhu cầu của khách hàng nên đã lựa chọn tất có nhiều màu để cho khán giả, cho khách hàng có thể tiện sử dụng ha. Cô chú đây từ ở bên quận 7 cả nhà, rất là xa ha. Phải nói là em gái đây thì cũng rất là chu đáo, nhiệt tình, tư vấn niềm nở, vui vẻ, vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Em thấy hồi nãy thì cũng có khách tới thì em cũng chào, đến ra về thì em cũng chào và cảm ơn, rất là vui vẻ cả nhà. Đó là cái tiêu chí hàng đầu. Phải nói là cho tất cả các shop ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những cái nơi bán hàng đó thì em ưng ý nhất là Thế Giới Di Động đó cả nhà và Trung Tâm Điện Máy Xanh đó. Họ có một cái đội ngũ nhân viên rất là hay. Tuy rằng vẫn có những cái khiếm khuyết nhưng mà cái điều hay của họ là chăm sóc khách hàng rất là nhiệt tình và chu đáo. Mở cửa cho khách vào, chào hỏi từ xa cũng như là đón tiếp khách, nói chung là có rất là chu đáo. Có đó gọi là nhiều khi mình không muốn mua nhưng mà vào bên trong nhưng mà được nhân viên tư vấn niềm nở, tư vấn nhiệt tình thì cho dù nó giá thành nó có hơn một chút xíu nhưng mà mình cũng vừa lòng vì đó là được phục vụ, bỏ tiền ra mình thấy ấm lòng mắt dạ ha cả nhà. Nếu mà cô chú anh chị mình mà thường so sánh cái vấn đề mà giá thành của điện máy xanh đó, thì sẽ cao hơn và nhỉnh hơn so với lại nơi khác vì cái cách phục vụ cả nhà. Shop chị Hồng Loan phải nói là khi mà được trang trí những cái mỹ phẩm vào cái tủ mà mở đèn lên rất là sáng, rất là đẹp ha. Chú đang chú điện hỏi con trai thích cái gì để mua cả nhà. Chú chọn những cái bóp da cá sấu cho con, hồi nãy mua cho em mà quên mua cho anh đó. Nên quay lại cô chú anh chị, phải nói là rất là thương cô chú, đã đi khoảng 5 phút rồi đó mà cô chú còn quay lại luôn cô chú. Đơn hàng đầu tiên thì chú đã chốt đơn bên anh Hải là hơn 5 triệu.
Ở phía dưới đây là có những thùng hàng ha cả nhà. Thùng hàng này là hồi tối hôm qua, shipper đem tới. Dạ đó cô chú anh chị ơi, phải nói là rất là quý tình cảm của cô chú luôn ha. Cô chú chốt đơn hàng rồi nè cả nhà. Đó, đơn hàng khá là to. Cô chú ngồi đây đợi hỏi ý kiến con mua thích cái gì để mua ủng hộ chị Hồng Loan. Đến đây tất cả đều là yêu thương ủng hộ ha cả nhà. Đó, em gái đây đang tư vấn rất là nhiệt tình. Ở nơi đây thì shop Bun Bun đó thì có một trệt hai lầu ha cả nhà. Ở phía trên thì dùng để chứa hàng hóa cũng như là giống như là một cái kho và nơi nghỉ ngơi. Ở phía dưới là để bán hàng ha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi thì em ấy trò chuyện với lại khách hàng. Đó, phải nói là em gái đây có một cái cách tư vấn và cũng như là tìm hiểu khách hàng, tâm tư tình cảm khách hàng khá là hay. Rồi cuối cùng thì cô chú chọn những sợi dây nịt, dây thắt lưng hả cả nhà, bằng da cá sấu. Dạ chọn dây nịt hả chú? Dạ dạ ở cả nhà. Những sợi dây nịt đây là một sợi như vậy cũng khá như cả nhà, mấy trăm á, nhưng mà tiền nào của đó thôi, chất lượng đây. Xài bền, đẹp, đẳng cấp. Khi chúng ta mà đeo lên ha, bỏ áo sơ mi vô thùng ha, đeo cộng dây nịt nữa ha,
thì phải nói là khá là đẹp. Khi mà người ta nhìn vào thấy là biết là xịn sò liền. Cái tủ này tiện lợi ha cả nhà, phía trên thì để trưng bày, phía dưới thì nó là một cái tủ để giống như một cái kho, khá là hay. Rồi, chú đã chốt cái sợi dây nịt đó rồi cả nhà. Đây, em cho cả nhà mình xem lại địa chỉ một lần nữa ha. 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận. Số điện thoại là 0938 091 095. Đó là shop Vun Vun. Cô chú anh chị mình có nhu cầu sử dụng những cái giày da, túi xách, dây nịt, ví cá sấu hoặc là da trăng, da đà điểu thì shop Vun Vun sẽ đáp ứng nhu cầu cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Tất cả màu sắc đủ loại, từ túi xách tới lại bóp ví hay cả nhà, lớn nhỏ đều có. Yêu thương chị Hồng Loan cũng như là yêu thương nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hãy đến số 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận để ủng hộ chị Hồng Loan hay cả nhà ha. Bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.